hạn thế. Mà muốn hiểu tất cả nằm trong luật từ A Di Đà phải phải là các phải phải tụng đọc cả ngàn 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 kinh thì chúng ta thấy tất cả cái tánh kiều, cái bí mật nằm trong từng chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta mới thấy tất cả cái bí ẩn, cái diệu thường, cái chứ không mà chúng ta mà cứ đọc mấy cuốn sách thiền luận của Suzuki, chúng ta đọc gì sách bên kia Cử Tử gì sai hết á, sách về Phật giáo Mật Tông Tây Tạng gì sai hết, mà viết tầm bậy nữa, lấy ba bốn cuốn sách được ghép lại thì viết tầm bậy tầm bạ đó, rồi chúng ta rồi cái gì đường về đường mây cái gì đó, đâu nhiều chuyện lắm, tôi không muốn nói, tôi không đã kích bất cứ ai, nhưng mà tôi không dám nhìn những cuốn sách mà dịch từ chỉ trừ người dịch đứng đắn là Michael Tiến Hải, còn hầu hết thì nó nhiều khi mấy bác mà tụng đọc kinh đừng để ý dòng mấy bác đọc tiếng Anh, giỏi tiếng Anh đọc tiếng Anh, giỏi tiếng Pháp đọc tiếng Pháp hay tiếng Đức tiếng gì, thì mấy cái anh mà học giả mà viết gì kinh Diệu Pháp liên qua khảo cứu năm mấy có kinh đó, năm mấy có kinh đó, rồi ngài Cú Ma La Thập dịch như thế này là không đúng bản chữ Phạn, hay bản chữ Phạn kia là bản tìm được mới tìm được ở Khô Tăng làm sao này kia, mà chúng ta đọc hồi chúng ta thấy là nó hồi chúng ta thành học giả chứ không phải là không có tu gì nữa hết á, mà thành học giả rồi chết làm cung mọt, đậu thai làm cung mọt đó, một sách có lẽ tôi chết tôi đậu thai làm cung mọt sách biết chừng. Điều đáng ý nghĩa nhất là mỗi lần tụng kinh gặp vô số vô lượng A Tăng Kỳ, nhất là phẩm A Tăng Kỳ trong Quan Nghiêm Kinh. A Tăng Kỳ vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Là cái số tăng ta đang lên hoài đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang đưa vào, thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang được đưa vào cảnh giới bất khả tư nghị, mà khả năng trí óc của loài người phải bung vỡ, và tất cả sự vận hành của tâm thức và ý thức con người đã bị hủy diệt, số đếm trở nên vô nghĩa, chỉ còn cái không bất tận, vô sở tri, vô sở chức. Bây giờ chúng ta mới thấy được cái thời gian, chúng ta mới thấy được cái thời gian vô biên, vô hạn trong câu kinh Pháp Vô Thượng Bồ Đề được Như Lai tích lũy, tích tập từ trăm ngàn vạn ức na do tha, A Tăng Kỳ kiếp. Dù có tính được thời gian này đi nữa, thì chỉ ý số chứ không phải ý nghĩa, vì ở đây nghĩa ở đây là vô lượng nghĩa. Tôi sắp nói đến Di Lặc Bồ Tát nhưng mà còn 10 phút, mặc dù hôm nay đến trễ vì đứa cháu nó lái xe, nó lái lộn vòng đâu mà đi mất trễ nửa giờ, làm cho quý bác mà chờ đợi, nhưng mà không sao, mình kiên nhẫn ba la mật, chưa được ba la mật nhưng mới biết kiên nhẫn. Bởi vì đụng đến vấn đề thời gian á, khi chúng ta chờ đợi đó thì trong chờ đợi có mong đợi, nếu chúng ta chờ đợi mà không mong đợi thì chúng ta ngồi thoải mái lắm. Còn chúng ta ví dụ chúng ta tham thiền mà chúng ta mong đợi ma thành Phật đó, chúng ta ngồi chừng 5 phút chúng ta thấy khó chịu lắm, thấy nó kéo dài lắm. Còn chúng ta mà ngồi thâm thiền mà chúng ta không có mong đợi cái gì hết, chúng ta chỉ là biết chờ, biết đợi, mà không mong, không ngóng, không đợi, thì lúc đó thấy nó khỏe vô cùng. Thì đại khái là trễ nửa giờ, nhưng mà bữa nay đúng 4 giờ tôi chấm dứt, bởi tôi có... Vâng. Thì cái đoạn sau đó, Bậc Đại Bồ Tát đầu tiên trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn là Ngài Đại Bồ Tát Di Lặc. Ở cái đoạn kinh mới vừa dịch nó là, tức là tôi dịch lại chứ tôi không có, tức là tôi tụng bản của Hòa Thượng Trí Tịnh, nhưng mà tôi diễn, tôi dịch lại làm sao cho nó thoải mái hơn, bởi trong cái bản đó in đặt nhiều quá, lỗi rất là nhiều, quý bác đọc không thể nào hiểu được, sau này so sánh lại. Nhưng mà không quan trọng, vấn đề là vấn đề tu hành chứ không phải vấn đề để mà kinh điển và tỉ giáo. Rồi Đức Thế Tôn mới hỏi các chư Đại Bồ Tát, tôi đọc lại cái đoạn kinh hồi nãy, đoạn kinh đầu. Này các thiền nam tử, trong các người, ai có đủ khả năng che chở, bảo vệ, duy trì, giữ gìn chánh pháp trong thời mạt pháp? Rồi Đức Thế Tôn, tôi đọc lại được nữa, rồi Đức Thế Tôn mới hỏi các chư Đại Bồ Tát.